Từ sáng giờ bây giờ mới được khúc đai. Đủ mãi không có gì gió đâu. Nuôi tao bỏ quá là ghê. Giờ mày lùa hết con ngoại biến nó vô luôn là chốc luôn á. Không ra vô á. Rồi con nữa. Coi này thấy con gặp này luôn. Thu em mới nhặt. Thu em mới sáng rồi. Rồi. Cái ông này nói gì đâu. Mày nói sợ lẹ nữa không mày. Khách con của kỳ tử không là anh khách luôn cái nên là sợ đó. Cái gì trên trời á? Nó sợ cái sồi dữa. Mẹ để cho nó coi. Để mẹ gặp đạo thông bố rồi. Có năng làm rồi. Hồi sớm làm rồi. Có, tôi biết rồi. Đi qua coi nhặt ra với đó mà nó chết hơn cái gì á. Tí nữa qua con nhặt ra nó uống với đó. Rồi rồi.
bữa nào anh nhặt đem băm điện thoại lên đây nghe. Bữa nào quýnh vui quà đó, quà đó, quà đó cái lắm rồi. Nó xả nó khâu dữ á. Quá, sạp đầy đập mớ. Bọn đập mớ để đâu đủ luôn. Mới nã rồi. Mới nã một lần rồi đó. Ốc quá. Ốc quá. Ngang cả mấy hộ. Đó rồi. Thôi. Thôi quá. Anh đổ qua thôi chứ không? Coi em hả? Dạ. Đi con chú qua, đi con chú qua. Đỡ hả? Đỡ đó, đỡ còn anh á. Còn anh nó bị sợ mà. Bữa sau cứ chim chuột cứ nói đêm hôm nay sao vậy? Ở đâu? Mấy cái đó là mình phải to biết ý. Cái gì vậy? Bây giờ vô thi mà biết ý gì? Không nghe mà vô nó có sao? Thấy cần. Đúng mà sợ trụ quá sao? Mà từ nãy sợ tự nhiên sợ. Không phải. Lao ngà quá thích đi nó sôi chứ. Bây giờ.